trong tình yêu. Tình yêu là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu người xuất gia lấy tình yêu tất cả chúng sinh làm tình yêu của mình, thì người tại gia hướng đến tình yêu đôi lứa hạnh phúc trăm năm. Người thế gian, ai cũng mong muốn có mối tình đẹp và bền lâu. Tuy nhiên không phải lúc nào tình yêu cũng được như ý. Tình yêu của thế gian luôn bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Vậy chữ duyên trong tình yêu là như thế nào? Và làm sao để có được một tình yêu đẹp, lâu bền? Làm sao để kết duyên được với người bạn mang lại hạnh phúc cho mình? Người ta thường có thói quen cầu xin Phật để tìm được người yêu. Nhưng Phật dạy rằng, dù cầu xin cũng chỉ là xin duyên xin Phật, chứ không thể xin người. Mà duyên ấy là do người tự cầu phúc, tự tạo ra. Phật chỉ kết nối chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là Phật kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những mối lương duyên khác nhau. Có người gặp được người bạn tâm đầu ý hợp nhưng không đủ duyên thành đôi. Có những cặp đôi rất yêu thương và trân quý nhau nhưng lại không nên duyên vợ chồng. Cũng có những cặp đôi ban đầu thì rất ghét nhau nhưng lại trở thành vợ chồng của nhau. Theo lời của Phật, con người đang sống chính là một mắt xích trong vòng chảy luân hồi. Từ kiếp này đến kiếp khác, có nhân, có quả, có thừa hưởng, có kế thừa và có nợ nhau. Chính bởi vậy mới có câu con người gặp nhau là bởi chữ duyên, nhưng có thể sống và yêu nhau lại do chữ nợ. Cuộc sống hiện tại ta gặp không ít những cặp vợ chồng khi đến với nhau là bởi tình yêu, thế nhưng sau một thời gian chung sống họ lại chia tay nhau, không giữ được lời thề hẹn ước bên nhau đầu bạc răng long. Nghĩ cũng buồn, nhưng chẳng thể đổ lỗi cho ai, bởi chuyện tình cảm xưa nay vốn không thể nào ép buộc, chỉ có thể nói duyên và nợ trong tình yêu của họ đã hết. Duyên của họ có thể thôi bởi họ đã trả hết nợ cho nhau từ kiếp trước và đã đến lúc phải rời đi. Nhân duyên và vạn pháp đều do nhân duyên mà thành tựu, mà cũng do nhân duyên mà tan hoại. Các pháp là pháp nhân duyên. Ở trên đời, chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên. Phải có nhân, có duyên mới gặp được nhau. Rồi trở thành người yêu của nhau cũng phải có nhân duyên. Rồi thành vợ, thành chồng với nhau cũng đều phải có nhân duyên. Không phải vô duyên vô cớ. Ở thế gian này, không có cái gì là vô duyên vô cớ cả. Nhưng cái chúng ta gọi là ngẫu nhiên cũng có nguyên nhân. Người ta gặp trong cuộc đời ắt phải là người ta phải gặp tại thời điểm đó, tại hoàn cảnh đó. Đó là nhân duyên đã được định hình từ kiếp trước mà thành. Nợ là khởi nguồn của duyên, duyên là khởi đầu để tạo nên nợ. Vòng luân hồi cũng từ đó mà thành. Duyên của thế gian đến từ nợ của kiếp trước và nợ của kiếp này dẫn đến duyên của kiếp sau là vậy. Phật dạy là duyên có xa cách mấy cũng gặp lại, là nợ có trốn tránh cũng chẳng thể thoát ra. Phật dạy là duyên có xa cách mấy, người vợ ở kiếp này là người bạn chôn ở kiếp trước đến để trả ơn cho bạn. Đức Phật có dạy kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Người gặp gỡ nhau kiếp này chính là mối nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên, vô tình quen biết, nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, mà không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Đối với tình yêu, người ta thường ví tình yêu như thứ gì đó cao lớn và vĩ đại lắm. Nó sẽ như chiếc ô dù che mưa chắn gió cho bạn, là viên kẹo dẻo vị sô-cô-la, vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát, nhưng vẫn khiến người ta hạnh phúc khi nghĩ về. Nhưng tình yêu trải qua thời gian mới thấy,
nó kỳ thực rất đơn giản. Tình yêu không cần những hào nhoáng, hoa mỹ, chỉ cần sự gắn bó, bầu bạn và thấu hiểu. Mà để gắn bó, để bầu bạn, để thấu hiểu, thứ người ta tiêu pha vào tình yêu chính là thời gian. Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế. Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển, thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết. Một năm, năm năm, cả đời, hết thảy chúng ta đều không đoán được. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn. Mặc dù nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế, nhưng khi có được, nhiều người lại không trân quý. Chỉ đến khi mất đi rồi mới hối hận. Nhưng đã quá muộn. Một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ. Nếu không trân quý phần tình cảm khó được này, dành thời gian vun đắp nó, thì cho dù chữ duyên có lớn thế nào đi nữa, thì giữa bạn và người ấy cũng chỉ có một kết cục là chia ly. Có thể ai đó đã nói, người thật lòng với bạn sẽ không cần bạn báo đáp. Nhưng đó không phải cái cớ để bạn dựa dẫm, đơn phương đòi hỏi tình cảm của người ta. Cái gì muốn nhận lấy cũng cần có sự cho đi. Tiền tài còn là vậy, huống hồ là tình nghĩa. Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải là thứ cầu mà không được, cũng không phải thứ hối hận vì mất đi, mà chính là niềm hạnh phúc trong hiện tại chúng ta đang có. Có những lúc tương ngộ giữa người với người thật sự đều là duyên phận đời trước định ra. Vậy nên hãy trân quý những người mà bạn thật sự yêu thương. Cuộc đời là một cuộc hành trình. Không ai có thể đi cùng bạn từ đầu đến cuối của cuộc hành trình, kể cả người thân, bạn bè, người yêu. Bạn sẽ chứng kiến rất nhiều người lên lên xuống xuống. Và nếu như may mắn, bạn sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất. Còn như điều gì không phải là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Duyên phận là thứ khó có được. Cần hiểu được chân quý mới không dễ dàng bỏ lỡ nhau. Bởi bất kể là người yêu hay bạn bè, họ cũng đâu phải vô duyên vô cớ mà có mặt trên đời ta. Dù chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng cần ta mở miệng nói câu chào mới có thể có sau đó. Vậy nên chúng ta hãy biết giữ gìn. Ví dụ như trong tình yêu, hai người yêu nhau say đắm, nhưng một người vì tiền tài sẵn sàng chạy theo một người thứ ba. Phật nói đã hết duyên, người đời nói tham danh vọng. Thực chất, cái duyên mà Phật đề cập đến chính là bởi người này đã khởi tạo cho mình một chữ nợ mới, để rồi kiếp sau phải chấp nhận cảnh người khác phụ mình. Nói đúng hơn là đã tạo nghiệp, và chính mình không thể thoát khỏi cái nghiệp đó trong vòng luân hồi. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Vậy làm thế nào để tạo được nhân duyên tốt trong tình yêu? Phúc báo là nhân tố quyết định những mối quan hệ của chúng ta. Nếu có phúc trong chuyện vợ chồng, thì nhân duyên sẽ đưa đẩy chúng ta đến với những người tốt đẹp, tạo dựng mối quan hệ thiện lành, tâm đầu ý hợp. Ngược lại, không có phúc báo thì nhân duyên đưa đẩy chúng ta khó có thể kết duyên với người bạn đời tốt. Để tích lũy phúc báo, Phật dạy tất cả các con đều phải tu dưỡng và sửa tâm mình. Sửa tâm, chuyển hóa tâm mình từ trong ý nghĩ,
từ những ý nghĩa bất thiện, các con chuyển thành những ý nghĩ thiện lành, tốt đẹp, các con mới có phúc báu. Mà phúc báu ấy, nó tự nhiên sẽ sắp cho các con những cơ hội nhân duyên tốt, và các con đạt được những cơ hội đó. Từ lời nói của Phật, chúng ta biết rằng muốn có phúc báu thì mỗi người cần phải tu sửa tâm mình, chuyển hóa từ tâm bất thiện thành nguồn tâm thiện, thì chúng ta sẽ được tăng trưởng hạnh phúc. Mỗi chúng ta ai cũng mong muốn có các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp bền vững. Nhưng đôi khi những mối quan hệ của chúng ta kết giao được một thời gian thì bắt đầu mất cảm xúc, nhạt dần. Có thể vì không hợp nhau lý tưởng, quan điểm và cách sống mà dẫn đến tình cảm bị rạn nứt. Vấn đề này Phật chia sẻ. Đầu tiên, chính chúng ta phải tự rèn luyện mình trở thành một người có phẩm chất tốt, sống có lý tưởng, nhân cách tốt, có hoài bão thì sẽ thu hút những người cùng có lý tưởng, hoài bão như thế hoặc tương đồng đến làm bạn với mình. Mình sống như thế nào, mình sẽ có những người bạn như thế. Cho nên muốn có bạn tri kỷ thì mình phải cố sống tri kỷ, mình sống phải có lý tưởng. Xét lại về hạnh nghiệp quá khứ, có thể trong tiền kiếp, nếu từng sống phụ bạc với bạn, không nghĩa tình, chúng ta cũng lợi dụng bạn, chúng ta ngắn ngủi, chỉ là bạn qua đường thôi. Không bao giờ chúng ta có một tâm tốt trong kiếp quá khứ. Thì đến bây giờ, kiếp này, chúng ta cũng có thể phải trả một cái quả là không có những người bạn tốt, không có những người bạn lâu dài. Thì mình cũng phải biết sám hối và sửa những khuyết điểm của mình, tự kiểm điểm bản thân mình thì mới có thể có những người bạn tốt lâu dài với mình được. Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy, yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp. Buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn ở kiếp trước, đến để trả ơn cho bạn. Duyên nợ ở đời không chỉ là sự mê tín, nó là nhân quả, là báo ứng cho những việc làm của kiếp trước mà ra. Tuy nhiên nói thế không phải khẳng định rằng mọi thứ trên đời đều là nhân duyên, nó còn là sự lựa chọn. Hiểu đúng điều này thì mới tinh tấn được những lời Phật dạy duyên nợ, không làm nó sai lệch ý nghĩa đi và đổ cho mọi thứ đã hết duyên. Nói thế để thấy rằng gặp gỡ nhau là duyên, yêu và gắn kết với nhau là nợ. Nhưng chữ nợ đó tự mỗi người cần phải biết trân quý và nâng niu, phải biết bồi đắp cho duyên lành gặp gỡ. Lời nhắn nhủ cho những cặp đôi là khi duyên tới đừng quá đỗi vui mừng, khi duyên đi cũng đừng đau buồn quá mức. Không có tình yêu bên ta vẫn có bạn bè thân thiết, không có bạn bè thì cạnh ta vẫn còn có gia đình. Nếu chẳng may gia đình cũng không có, thì còn đây điều đáng quý nhất chính là sinh mệnh của bản thân. Hãy cứ sống và yêu thương bản thân mình trước nhất. Có yêu mình, bạn mới yêu thương được mọi người. Chuyện hợp tan luôn có lý do, có khi đó là điều tốt đẹp, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn nhất điều gì không phải là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Duyên và nợ trong tình yêu vốn dĩ cũng là một lý do, một nguyên nhân, một hệ quả, một lời giải thích cho cái hợp cái tan, cái được cái mất trong tình yêu. Mọi thứ vốn dĩ không thể cưỡng cầu, đặc biệt tình yêu lại không thể nào gượng ép. Đặc biệt người ta vẫn có câu nói vui rằng ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Bởi vậy, nếu duyên chưa thành thì cũng chỉ bởi là duyên không tới, nợ chưa đủ nên chẳng thể gắn bó được với nhau. Cái gì buông bỏ được hãy buông bỏ. Cuộc sống còn ở phía trước, mà còn có biết bao điều đang cần bạn quan tâm, đang cần bạn chia sẻ, còn có biết bao người đang cần bạn yêu thương. Vì thế phụ nữ có muộn duyên tình chớ có đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn.
Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất. Đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng. Yêu lầm, cưới sai. Như vậy, không chỉ kiếp này khổ, mà còn kết nghiệt duyên, liên lụy tới kiếp sau. Nhất định phải trả giá. Lãng phí duyên kiếp này, tạo nghiệp báo kiếp sau. Đừng vì một chốc lát cô đơn mà đánh đổi. Mọi sự tùy duyên. Điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Phật gia có câu: kiếp trước phải có 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần gặp thoáng qua trong kiếp này. Tình cảm giống như một sợi dây, hai người nắm hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc buông lỏng, tình cảm ấy cũng theo đó mà căng thẳng hoặc hở hững theo. Có duyên mà không có phận, có phận mà không có duyên. Điều này là một phần trong sinh mệnh. Nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến bước đường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông tay. Thế mới sống được tự do tự tại thực sự. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ. Khi người này đến lúc phải xuống xe, dù cho không nỡ cũng nên cảm kích và nói lời từ biệt. Bởi vì đến một trạm khác sẽ có người lên và tiếp tục cuộc hành trình cùng bạn. Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối. Nếu chữ duyên đã định thì hãy dùng chính bản thân mình để mọi thứ đừng trở thành hư vô. Nhược bằng lòng đã cố gắng mà vẫn không giữ được thì hãy thanh thản cho gió cuốn trôi. Nhủ lòng đã hết duyên để nhẹ lòng. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Cùng tu tập và tìm đến cái duyên với Phật pháp nhiệm màu. Hiểu đúng những lời Phật dạy về duyên nợ cũng là một cách để cứu rỗi linh hồn trong cõi ta bà này.